Trong khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang, công trình nhà lưu trữ và trưng bày mộc bản đã được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang xây dựng với mục đích bảo quản, trưng bày, giới thiệu và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di sản mộc bản. Tại đây có hơn 3.050 mộc bản với 34 đầu sách có niên đại khoảng 700 năm. Trong đó chủ yếu là kinh sách, các văn bản về giới luật nhà Phật và một số trước tác về thơ, phú, nhật ký của một số vị cao tăng dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Với những giá trị to lớn, không mộc bản của chùa Vĩnh Nghiêm được đánh giá là bảo vật quốc gia. Thế vì vậy, cái nhà trưng bày mộc bản và lưu trữ mộc bản vô cùng quan trọng, đó là cái nơi lưu trữ toàn bộ những cái giáo án giảng dạy của cả ba hệ. Hệ thứ nhất đó là trung cấp, sơ cấp 3 năm, trung cấp 4 năm và đại học 3 năm. Quy trình giảng dạy của tại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời Trần hay Giáo hội Cận đại Giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực Bắc Kỳ thì đều giảng dịch dạy theo cái quy trình giảng dạy ở tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Toàn bộ mộc bản được làm bằng chất liệu gỗ thị, ít cong vênh, khó nứt vỡ. Các mộc bản được khắc bằng chữ Hán hoặc Nôm với kỹ thuật khắc ngược. Đây là một kỹ thuật rất khó và tinh vi để khi in ra giấy sẽ trở thành chữ xuôi. Một mặt khắc tương ứng với hai trang sách. Kiểu chữ rất chân phương và sắc nét. Trải qua nhiều biến cố, đến nay, bộ mộc bản vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Năm 2012, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã công nhận kho mộc bản tại chùa là di sản tư liệu ký ức thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khách thập phương trong và ngoài nước khi về đến chốn Tổ Vĩnh Nghiêm đã tìm hiểu được ở cái công trình đó về mặt không gian trưng bày kiến trúc, những hiện vật, phẩm vật, những cái chú thích. Thì sau khi tham quan ở tại cái công trình nhà trưng bày của Tổ đình Vĩnh Nghiêm thì họ ra thì họ đánh giá rất cao về cái vấn đề trưng bày và bảo quản cái kho mộc bản cũng như lưu trữ ở tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Họ cũng có thể biết được là ngôi chùa Vĩnh Nghiêm, Giáo hội Phật giáo Trúc Lâm thời Trần phát triển trước đây như thế nào. Có thể nói mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm xứng đáng là bộ sưu tập cổ vật đảm bảo tính toàn vẹn, nguyên gốc, độc bản và là di sản tư liệu đặc sắc góp phần nghiên cứu nhiều lĩnh vực. Kho mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm chứa đựng những giá trị trường tồn với thời gian, đó là giá trị về tư tưởng giáo lý của nhà Phật, về triết lý nhân sinh, về văn học, ngôn ngữ, kiến trúc và đặc biệt là những giá trị nhân văn sâu sắc.